Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thí điểm, cùng nhau giải đề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021. Đề tiếp theo. Rồi, bài phần đầu tiên như thông lệ sẽ là bài phát âm bottle, collect, purpose, second. Ở đây chúng ta sẽ khoanh vào câu E, câu B, C, D, chữ O đấy đọc là ở. Rồi, câu số 2, câu này đọc là gì? Fear, fear sợ hãi này, earn là kiếm tiền, earn, here và clear chắc chắn chúng ta phải khoanh vào câu B rồi. Rồi bài tiếp theo là bài nhấn âm, collector nhấn âm 2, again nhấn âm 2, dirty nhấn âm 1, provide nhấn âm 2. Chúng ta sẽ khoanh vào câu C nhá. Rồi câu số 4 này. Pottery nhấn âm 1, model nhấn âm 1, badminton nhấn âm 1, gymnastic nhấn âm 2. Chúng ta sẽ khoanh vào câu D. Rồi tiếp theo tới phần ngữ pháp này, it's good to tức là thật là tốt để mà hiến máu, blood là máu, bởi vì bạn có thể cứu sống mạng những cái mạng sống của con người. Ở đây hiến máu sẽ là donate. Rồi câu số 6, tôi thấy rằng chơi trò chơi bàn cờ thấy thú vị bởi vì tôi có thể chơi với bạn bè. Ở đây các bạn lưu ý chúng ta có cấu trúc I find hoặc là I think, cái hobby cộng với một cái tính từ đằng sau. Nếu mà I think thì ở đây phải có động từ to be là y, nhưng mà I find thì không cần, cho nên là chúng ta sẽ I find. Câu số 7, Nam muốn giảm cân, vì thế anh ta bắt đầu chạy bộ vào thứ bảy tuần trước. Bây giờ chúng ta phải chọn cái từ vì thế nhé. Vì thế sẽ là so. Câu số 8, anh ta đang giữ cái cổ của anh ta. Tôi nghĩ là anh ta bị cái gì rồi, đang giữ cái cổ này. Ở đây thì chỉ có đau họng thì mới giữ cổ thôi. Chúng ta sẽ chọn câu C nhé. Rồi câu số 9 này, thể thao là thể thao giống như là đạp xe đẹp và chạy sử dụng nhiều calo. Ở đây chúng ta chọn calo nha. Rồi năng lượng đấy. Câu số 10, bạn là một người gì đó nếu bạn giúp đỡ những người khác một cách sẵn sàng và không cần phải trả tiền, chắc chắn là người tình nguyện rồi, tình nguyện viên. Giống như hiện nay đang lũ lụt ở miền Trung, có rất nhiều người tình nguyện viên về ngoài đó cứu trợ đó ha, hoặc là đóng góp tiền bạc hiện vật. Rồi câu số 11, nếu bạn có nhiều chai lọ, búp bê, tem thì sở thích của bạn sẽ là collecting, là sưu tập ha. Rồi câu số 12, chị gái của tôi thì nghe nhạc mỗi ngày, bây giờ nghe nhạc mỗi ngày sẽ là thì gì? Everyday là dấu hiệu của thì hiện tại đơn, chủ ngữ số ít thì động từ thêm s vào. Chúng ta sẽ chọn câu C. Câu số 13, bởi vì Minh làm việc trong một cửa hàng, cho một cửa hàng từ thiện, thì anh ta thực sự muốn làm điều này. Bởi vì Minh ở đây chúng ta chỉ có thể chọn trạng từ already nằm ở giữa đây thôi, vì đây là thì hiện tại hoàn thành, chúng ta chọn already thôi. Ngoài ra cái từ never là nghĩa là không cũng nằm ở giữa, nhưng ở đây chúng ta không từ từ bởi vì mình chưa bao giờ làm việc cho một cái cửa hàng từ thiện, cho một cái nơi từ thiện, anh ta thực sự muốn làm điều này. Ở đây chúng ta không thể chọn already được, về nghĩa chúng ta thì chọn never thôi nha. Rồi câu số 14, bố của tôi có một cái sở thích là bất thường, đó là điêu khắc vỏ trứng. Ở đây sẽ là unusual là đúng nghĩa nhất. Câu số 15, bạn sẽ mạnh khỏe hơn nếu bạn tiêu thụ ít nước ngọt, đồ ngọt. Bây giờ đồ uống ngọt là đồ nước ngọt, thì bây giờ chúng ta coi là nước ngọt là, nếu mà là danh từ không đếm được thì chúng ta nhớ chọn less. Nhưng mà ở đây có chữ sờ tức là đếm được này, chúng ta chọn fewer, có lẽ là như thế. Câu số 16, cuối tuần này tôi sẽ đi tới làng SOS để dạy những đứa trẻ ở đây, mình sẽ tham gia cùng với bạn. Ở đây sẽ là will join, thì tương lai. Rồi chúng ta sẽ nối hai cột với nhau. Ok, ăn nhiều hoa quả và rau đỏ thì sẽ cung cấp nhiều vitamin A. Cái này sẽ là câu D nha. Thấy vitamin A là biết rồi. Câu số 2, ăn ít đồ chất béo thôi. Ăn ít đồ ăn mà chất béo, có chất béo cao á thôi, bởi vì nó hại cho để giúp bạn tránh việc mập lên đấy. Đừng có đọc hoặc học ở nơi mà không đủ ánh sáng, nó sẽ hại cho mắt của bạn, là câu A này. Rồi ăn đủ calo hoặc là bạn sẽ trở nên yếu ớt và mệt mỏi, chúng ta sẽ chọn câu B. Ok, rồi xong. Rồi xuống bài dưới nhá. Keeping
our teeth healthily, tức là giữ răng của chúng ta một cách mạnh khỏe này. How can we keep our teeth healthily, tức là chúng ta có thể giữ răng chúng ta mạnh khỏe bằng cách nào? First, đầu tiên, we ought to visit our dentist twice a year. Chúng ta nên đi thăm nha sĩ hai lần một năm ấy. He can try, he can feel the small hole in our teeth. Ông ấy có thể tìm được những cái lỗ nhỏ trong răng của chúng ta trước khi chúng phá hủy răng của chúng ta. Destroy, phá hủy này. He can examine là kiểm tra. Ông ấy có thể kiểm tra răng của chúng ta để kiểm tra rằng chúng có phát triển theo đúng cách hay không. Không may thay, nhiều người chờ cho đến khi chúng họ bị sâu răng rồi thì họ mới đi gặp bác sĩ nha sĩ. Thứ hai là bạn nên trải răng của bạn với cái bàn trải mà với cái bàn trải với kem đánh răng mà có floor ít nhất một hai lần một ngày, một lần là sau bữa ăn sáng, một lần là trước khi đi ngủ. Chúng ta còn có thể sử dụng những cái tăm xịa răng để mà làm sạch răng của chúng ta trong sau bữa ăn. Thứ ba là bạn nên ăn những đồ ăn mà nó tốt cho răng và cơ thể, như là sữa, phô mai, cá, bánh mì nấu, khoai tây, gạo rọ, rau, rồi rau tươi và cá tươi, rồi sô cô la, kẹo, bánh quy, bánh thì nó tệ, đặc biệt là khi bạn ăn chúng giữa các bữa ăn. Chúng có hại bởi vì chúng sẽ làm sao dính lên răng của bạn và gây ra sâu răng. Bây giờ chu phone này, chúng ta nên không nên đi thăm nha sĩ thường xuyên, cái này là sai rồi đúng không? Rồi câu số 2, thật là có khả năng là đợi đến khi mà chúng ta có sâu răng thì mới đi gặp nha sĩ là sai luôn. Chúng ta nên đánh răng của chúng ta hai lần một ngày là đúng này. Câu 24, chúng ta nên ăn nhiều cá, rau tươi, rồi hoa quả tươi, đúng rồi. Mọi người được khuyên là ăn sô-cô-la, kẹo, bánh quy và bánh giữa các bữa ăn side bed ha. Rồi xuống bài hobby. Có nhiều học sinh ở trường chúng ta có những sở thích rất là thú vị. Ở đây sẽ là interesting, thú vị. Lara thì 11 tuổi, cô ấy thích làm thơ. Làm thơ sẽ là viết những bài thơ. Đằng sau like là được thêm in, cho nên ở đây chúng ta chọn câu C. Rồi và vẽ tranh. Tom thì 15 tuổi và anh ấy, ở đây sẽ là chữ N này, và chữ này đó nhá, chữ N. Và anh ấy sao? Anh ấy có những sở thích nào thú vị. Anh ấy thích khiêu vũ, thích làm gì nữa? Thiết kế trang web và chơi đàn piano. Ở đây sẽ là một động từ thêm in, play in, bởi vì đằng trước có cái từ like. Robert thì 13 tuổi và sở thích của anh ấy đó là chơi bóng đá và đọc truyện tranh, đọc truyện trinh thám. Ở đây đọc đằng sau một cái hobby sẽ bắt đầu bằng cái chữ động từ thêm in, cho nên chúng ta sẽ chọn reading nhé. Giống như câu đằng trước nó thôi, đó là play football đó, thì ở đây sẽ là reading. Những học sinh của chúng ta thì làm những cái thứ khác rất là thú vị và bọn họ rất là bận rộn. Rồi bọn họ còn thích những cái gì nữa, thích những cái môn học khác nhau. Ở đây nói với môn học bởi vì đang nói về môn toán này, môn mỹ thuật, môn ngữ văn. Ở đây sẽ là môn học, môn học là subtract, câu C nha. Rồi tiếp theo là bạn làm gì, là bạn hoàn thành câu dựa vào từ cho sẵn. Các bạn lưu ý, chúng ta lưu ý tới cái thì nha. For tense là thì hiện tại hoàn thành, cho nên ở đây chúng ta chỉ hiện tại hoàn thành. Have has cộng động từ cột 3, ở đây sẽ là I have, động từ cột 3 là thêm ed vào. Tôi đã làm việc trong một cái ngân hàng for 10 years. Rồi câu số 2, cô ấy ngày hôm qua cô ấy đã không xem TV. Các bạn lưu ý cái từ yesterday là dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn chúng ta sẽ, nếu còn not chúng ta mượn didn't này. Didn't cộng động từ nguyên mẫu. Còn không có not là các bạn cộng động từ cột 2 thôi. Rồi xuống với bạn, tưởng tượng bạn là một bác sĩ, hãy viết một lá thư 60-80 từ để phản hồi cho bệnh nhân của bạn mà đang bị tăng cân, đưa ra lời khuyên nhé. Chúng ta sẽ viết như thế này. Bệnh nhân thân mến của tôi, bây giờ tôi sẽ cho bạn một vài lời khuyên để giữ gìn sức khỏe của bạn. Đầu tiên, bạn nên ăn những đồ ăn có lợi cho sức khỏe, nhiều hoa quả, trái cây, cá, uống đủ nước mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Bạn nên ăn ít thịt và đồ ăn có chất béo. Thứ hai, bạn nên tập thể dục mỗi ngày bằng cách chọn môn thể thao thích hợp như là đi bộ, yoga. Thứ ba, bạn cần phải ngủ nhiều hơn, tắm nắng ít hơn, xem tivi ít hơn, rửa tay của bạn nhiều hơn. Bất cứ khi nào bạn căng thẳng thì bạn nên thư giãn nhiều hơn.
Và cuối cùng đó là bạn cần phải có một kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Bạn nên đi thăm bác sĩ đều đặn để mà tìm ra những căn bệnh bạn có. Tóm lại, in short là tóm lại, nếu bạn theo sau lời khuyên này thì bạn sẽ có một sức khỏe tốt. Gặp bạn sớm nhé, doctor, bác sĩ nè. Ok, rồi bài của chúng ta đây là hết rồi. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được kết quả cao. Goodbye.